có bắt buộc cắt tầng sinh môn ở tất cả những trường hợp đi sinh thường hay không? Xin chào quý mạo bầu, tôi là bác sĩ Lưu Tấn Hưng, hiện đang công tác tại khoa sản Bệnh viện Quốc tế Vân Châu Sóc Trăng. Hôm nay tôi sẽ giải đáp một câu hỏi mà quý chị em đi sanh thường rất là quan tâm, thậm chí là nỗi ám ảnh khi gần tới ngày chuyển dạ. Đó là có bắt buộc cắt tầng sinh môn ở tất cả những trường hợp đi sanh thường hay không? Thì cắt tầng sinh môn là một trong những cái thủ thuật được thực hiện khi thai phụ tiên lượng sinh khó hoặc là thai to để giúp cho thai nhi có thể sanh ra được dễ dàng hơn, tránh những cái biến chứng như là rách tầng sinh môn phức tạp. Thì tầng sinh môn chỉ được chỉ định cắt khi thứ nhất là tầng sinh môn dày chắc, không giãn, co giãn tốt. Cái thứ hai, tầng sinh môn bị phù nề do quá trình chuyển dạ kéo dài hoặc thăm khám nhiều lần. Cái thứ ba, mẹ mắc một số bệnh lý ví dụ như là suy tim, tăng huyết áp, tiền sản giật. Thứ tư là thai to hoặc là đầu thai nhi to. Thứ năm là ngôi bất thường, ví dụ như là ngôi mặt, ngôi mông. Rồi cuối cùng đó là trường hợp là thai non tháng hoặc là có dấu hiệu ngạt trong quá trình chuyển dạ, cần phải để em bé ra sớm. Vậy cắt tầng sinh môn không phải là bắt buộc ở tất cả những trường hợp sinh thường, chỉ cắt tầng sinh môn khi có chỉ định. Xin chào và hẹn gặp lại chủ đề tiếp theo.